Chào các bạn đến với kênh 68 TV nha. Hôm nay đi lạc tới Tiền Giang các bạn. Và đây là một cái con sông nhỏ và rất là nhiều xà lan đi qua khu vực này nha. Đây là một con sông nhỏ đi qua sông đi ra sông Hàm Luông các bạn. Qua wow, một chiếc tàu đầu kéo Long An nó kéo chiếc bon các bạn ơi. Đây là cái máy nè, có thể là chạy cumin quá, 350 quá các bạn. Và nó đi ra sông Hàm Luông, bên này là Bến Tre, bên kia là Tiền Giang nha các bạn. Một con sông thuộc sông Mekong. Đây là khu vực rất là tấp nập tàu thuyền qua khu vực này. Này thường chở đá nè. Một chiếc xà lan đi ngược chiều là xà lan chở bê tông nha các bạn. Quá trời cây bê tông gì dài dữ dằn trời. Ở đây thì nó gần Chợ Lách nha. Khu Thái Định các bạn. Phải nói là con sông này nhỏ nhưng mà đa phần là rất là nhiều ghe thuyền và xà lan đi qua khu vực này nha các bạn. Bởi vì nó sẽ đi từ Cổ Chiên đi dọc ngang Hàm Luông nha các bạn. Cái này là cái đoạn cuối của con sông mà rất là gần sông Hàm Luông. Bên này là Bến Tre nha, bên kia là Tiền Giang các bạn. Khu vực phía trước là sông Hàm Luông các bạn. Những chiếc xà lan từ ngoài sông Hàm Luông đi vào nha. Thường thì xà lan ở khu vực này xà lan lớn các bạn, 2.000, 3.000 các bạn. Wow, con chiếc xà lan đi ngược chiều đây. Một chiếc xà lan của công ty sông Hậu. Vừa qua cua luôn nha. Đây là khu vực đoạn giữa của thằng Tiền Giang các bạn, Tiền Giang và Vĩnh Long, ở giữa là Bến Tre nha. Mình đang đứng ở khu vực Bến Tre. Ở đây có thêm một chiếc tàu đầu kéo nữa nè, chiếc tàu đầu kéo của Trà Vinh các bạn. Nó kéo thêm một chiếc bon nữa, hàng này đi một cặp nha. Mét nước của chiếc bon này là 3 mét các bạn.
nước hả? Ta lại trống nó quay rõ hơn. Chế linh nó có đâu cho xuống đâu.
mà bán dư mới xin mấy vựa khác chạy. Ừ. Chắc cũng tại gì đó thôi chứ cũng để đi chỗ khác ha. Đúng rồi. Chạy vựa không hả? Chiếc nhỏ nó chạy đá, chiếc bự chạy cát gì vậy? Không có thường đó. Đủ bán không? Đủ cho nó bán không? Hả? Đủ cho nó bán không? Giờ có lúc mà dư, có lúc mà cũng thiếu nha, chạy nằm tài lâu thì thiếu, còn mà giờ lấy bình thường là dư. Lấy đều chuyến thì nó dư nha. Ừ. Tháng chạy mấy chuyến? Lúc này còn chiếc đó lúc này nó chạy được có 5 chuyến à, còn chạy cát vàng này được có 3 chuyến. Vậy 2 chiếc tháng chạy có 8 chuyến à? Có 2 chiếc chạy khác 12 chuyến. Là tại nó đang dư hay sao? Nằm tài lâu quá. Rồi lấy hàng nha. Đâu có chạy cát săn lấp hả? Ít lắm. Tại mình chuyên cắt hồn. Tại tương lai ra. Ra được. Ra đúng. Thằng này như cũng chạy cát vàng hay gì mà. Thì mình cũng nhắm mắt cho qua thôi, biết cũng phải nhắm mắt cho qua thôi, giờ cũng đâu làm gì được. Mình ấy người ta quá gắt quá, người ta cũng đâu có chịu nổi. Đừng có làm quá là được thôi. Cái gì cũng giới khung cho phép. Chạy dầu khoáng không à, dầu mình đổ. Dầu mình đổ cho nó, dụ tiếng đường nó từ đường nó chạy 500, đổ 500 nó vậy đó. Ừ. Thì thí dụ giờ nó chạy nó thả thì máy mình đỡ tổn vậy thôi. Cũng vô đó hả. Còn ấy mình văng quá nó chạy hết dầu, máy mình cũng banh hết luôn. Giờ đóng rồi đó chứ nó vậy không? 8 giờ. Chạy vô mấy chiếc bự thì 10 chiếc bự ở hết chín rồi. Gió nữa. Không gió thì có thể không dựa, chứ gió này kiểu như nào gió không dựa. Nó bê rồi luôn. Thằng này tương lai lên không nổi, phát này lên không nổi rồi. Đấy quá. Cá dữ trời. Sực sượng dựa hoài, dắt ngang, dắt dọc không, cho mình lên. Mắt trớn thấy không? Mấy chiếc này phải có chớm lên. Yếu mới lên nổi thôi chứ mà nước mặt chảy nó bất trớn nó không lên được. Mấy chiếc này chắc chạy Hino 6 không á? Hả? Mấy chiếc này chắc chạy Hino 6 không á? Hino hả? Ừ. Không, Cummins đó. Cummins nữa. Cummins nó chiếc này và thường thường nếu máy này phải 364 hoặc là N4. Máy này không giữ. Chạy cái này thấy máy không giữ. Chiếc hồi nãy là con Minh 400 hộp số 6 luôn á. Chiếc đỏ, chiếc màu đỏ cam cam đó. Còn chiếc kia thì con Minh 400 hộp số 4 luôn à. Còn để chiếc kia chạy dữ lắm, hai chiếc đó nó chạy tốc độ lắm. Nó đóng cái vỏ nó nhẹ nước á. Ăn thua nó lướt ha. Nó nhẹ nước chạy không á.